Hoài Linh, Thủy Tiên cùng dàn nghệ sĩ đồng loạt làm một việc trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt giữ vào tối ngày 24 tháng 3 khiến dư luận xôn xao không ngừng. Bàn về chuyện này, hàng loạt trang mạng xã hội liên tục đăng tải tin tức, hình ảnh liên quan. Được biết, nữ đại gia này bị khởi tố tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí đã nộp đơn tố cáo bà đến cơ quan chức năng vì tội vu khống làm nhục người khác. Hôm 21 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có 5 nghệ sĩ là Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Hoài Linh, Thủy Tiên và Trịnh Kim Chi. Sau khi cơ quan công an đưa ra kết luận cuối cùng về vụ điều tra từ thiện của các nghệ sĩ, lại có thêm nhiều đơn tố cáo xuất hiện. Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố sẽ theo đến cùng vụ việc này để đối tượng xấu bị trừng phạt. Bản thân nam ca sĩ cũng muốn được đền bù những tổn thất về công việc, tinh thần. Trong khi đó, luật sư của Thủy Tiên khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng. Nữ ca sĩ và gia đình bị ảnh hưởng danh dự, uy tín khi bà Nguyễn Phương Hằng liên tục chia sẻ thông tin bịa đặt, không chính xác. Trong đơn tố cáo của mình, nghệ sĩ Hoài Linh đề cập đến những live stream của bà Nguyễn Phương Hằng nói đến chuyện nam danh hài chưa đi làm từ thiện dù quyên góp được hơn 13 tỷ đồng. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng nữ đại gia vẫn lên sóng tố cáo đời tư, lối sống của Hoài Linh với lời lẽ nặng nề. Tương tự đồng nghiệp, Trấn Thành đã gửi đơn kiện bằng Nguyễn Phương Hằng vì vu khống mình ăn chặn tiền từ thiện. Còn Vy Oanh tố cáo nữ đại gia có hành vi dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin sai sự thật để vu khống, nhục mạ gia đình mình. Nữ ca sĩ còn yêu cầu đối phương phải bồi thường cho mình 1 tỷ đồng. Bên cạnh các nghệ sĩ, bà Nguyễn Phương Hằng còn bị nhiều cá nhân khác cũng gửi đơn tố cáo với những lý do khác nhau. Trong đó có thể kể đến như ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Hàn Ni làm việc tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Vì mâu thuẫn cá nhân mà bà Nguyễn Phương Hằng còn từng tuyên bố sẽ đến tận nơi làm việc của ông Đức Hiển và bà Hàn Ni để xử lý. Tuy nhiên, nữ đại gia đã không được gặp hai nhân vật trên.